Bình Liêu được ví như là vạn lý trường thành thu nhỏ ở Quảng Ninh và cũng là một trong những sống lưng khủng long khó chinh phục nhất ở khu vực miền Bắc, khi sở hữu gần 2.000 bậc thang với độ dài là 1,8 km uốn lượn quanh co qua các vách núi. Trong đó thì cung đường lên cột mốc 1305 ở Bình Liêu chính là điểm đến thu hút nhiều phượt thủ nhất trên con đường này. Đây cũng đang là điểm check-in cực hot của các bạn trẻ. Hôm nay hãy cùng theo Sương Media khám phá địa điểm thú vị này nhé! Bình Liêu mang trong mình nét đẹp hoang sơ, kỳ vĩ, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào, xô bồ của phố thị. Đến Bình Liêu mùa nào cũng đẹp và ấn tượng. Nếu như mùa xuân, bạn có thể đắm chìm trong các cung đường xanh mướt đầy cỏ cây, hoa lá. Mùa hè là những thửa ruộng bậc thang vàng óng ánh như trải dài đến cuối chân trời. Thì mùa thu, mùa đông là sắc trắng bạt ngàn của những cánh đồng cỏ lau đẹp như ở xứ sở thần tiên. Đến với phiên bản vạn lý trường thành này, bạn sẽ được cảm nhận hết khung cảnh thiên nhiên hoang sơ với những đỉnh núi hùng vĩ ẩn hiện trong mây mờ. Mỗi mùa thì sống lưng khủng long Bình Liêu lại mang một vẻ đẹp riêng. Đoạn đường để chinh phục cột mốc đã đem lại cho chúng mình những trải nghiệm đầy mới mẻ và thú vị. Trên đường đi thì được chiêm ngưỡng các cung đường biên giới, những đoạn đường đèo với đồi núi chập trùng, khung cảnh nơi đây như một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, đẹp đến lao lòng. Đi vượt qua sống lưng khủng long, mất khoảng 2 giờ, bạn sẽ đến được cột mốc. Đường lên là những bậc thang bê tông có cả lan can chắc chắn và an toàn. Tuy nhiên thì đường lên có những đoạn dốc rất cao và phải thật cẩn thận. Đoạn đường chinh phục sống lưng khủng long này thật sự mất rất nhiều sức. Nhưng bù lại thì hai bên đường đi lên lại là những đám cỏ lau chớm nở. Đứng trên này dễ dàng thu nhỏ Bình Liêu vào gọn trong tầm mắt của mình. Cảm nhận được nét đẹp tuyệt sắc, vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc. Đến đây rồi thì mình mới hiểu được tại sao người ta lại ví von nơi này là sống lưng khủng long. Vì với một trí tưởng tượng phong phú thì nhìn những sống núi này rất giống một con khủng long đang nằm nghỉ ngơi tận hưởng. Mình thật sự thích thú khi mà đứng ở trên đây, ngắm nhìn được trọn vẹn vẻ đẹp của vùng đất Bình Liêu, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành mát mẻ này, tận hưởng cảm giác yên bình và thư thái mà chỉ có ở nơi núi rừng kỳ vĩ này. Người ta đã ví von đường lên cột mốc 1305 như là vạn lý trường thành của Việt Nam bởi độ dài, độ dốc cũng như là độ cao và sự hoang sơ của địa điểm này. Ngoài ra, vùng Sapa đất mỏ này còn hữu tình và thơ mộng hơn bởi những hàng lau hai bên sườn đồi. Vào khoảng cuối tháng 10 và đầu tháng 11, hoa lau nở một vùng trắng xóa và bạt ngàn, khiến khung cảnh trở nên lãng mạn và nên thơ. Phương tiện sử dụng để chinh phục các cột mốc ở Bình Liêu chủ yếu là xe máy và đi bộ. Bạn có thể lựa chọn thuê xe máy ở thị trấn và chuẩn bị đồ đạc thật kỹ và một sức khỏe thật tốt cho chuyến hành trình của mình. Nếu bạn chưa từng đến địa điểm này thì sẽ là một thiếu sót rất lớn đấy. Vì vậy, hãy dành cho bản thân mình một chút thời gian rời xa nơi phố thị ồn ào, náo nhiệt để đến với vùng đất yên bình này khám phá thôi nào. Nếu bạn cảm thấy video này hay thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Sướng TV để đón xem những video clip thú vị tiếp theo. Mình là Yến Lê đến từ Sương Media. Xin chào và hẹn gặp lại!